16. Nhưng đại ca, sao vậy nè? Cãi nhau với bộ Dung tỷ à? Đâu có, ta chỉ muốn uống rượu một mình thôi. Có phải đệ lại cãi nhau với Lâm Lâm không? Nhưng đại ca, nghe nói Quỳnh đã tìm được phu quân cho Tiểu Duy rồi. Ừ, thế thì tốt. Không biết tại sao Lâm Lâm lại có ác cảm với Tiểu Duy như thế. Cứ cảm thấy một ngày nào đó Tiểu Duy sẽ cướp Huynh. Quả nhiên ngờ Huynh vẫn chưa đủ, cả đệ mà cũng không tin nữa. Quả còn bảo nam nhân trên đời này đều như thế, cho nên mới cùng với bộ Dung nghĩ ra cách gả Tiểu Duy đi cho xong chuyện đó. Đệ nói gì? Ý đệ nói là họ gả Tiểu Duy đi, thực tế là muốn đuổi Tiểu Duy sao? Chẳng lẽ Quỳnh không nhận ra sao? Cũng khó trách, Quỳnh đâu phải là nữ nhi. Nhưng mà nữ nhi cả thành Thái Nguyên này đều nhận ra. Quỳnh nghĩ xem, bên cạnh phu quân mình có một hồng nhan tri kỷ xinh đẹp, nữ nhi nào có thể yên lòng được chứ? Nữ nhi nào có thể chịu đựng nổi? Nhưng mà bộ Dung tỷ xưa nay hiền dịu thông minh, dù sao cũng chỉ là một nhi nữ thường tình. Sao lại như thế chứ? Tiểu thư, tiểu thư, cô già uống say rồi, cô già uống say rồi. Tiểu thư ơi, sao vậy? Sinh ca, sao cô uống say thế này? Ta không say, buông ra. Quỳnh không sao chứ? Bộ Dung, Bộ Dung bà, nói thật cho ta biết, muốn giả Tiểu Duy đi là muốn cô nương ấy được hạnh phúc hay muốn đuổi cô nương ấy đi? Dĩ nhiên bộ Dung tỷ muốn mùi hạnh phúc, nhưng đại ca đừng suy nghĩ lung tung, cô nương đừng nói gì cả. Ta hỏi muội, có phải muội nghi ngờ ta và Tiểu Duy có chuyện gì hay không? Không có gì nghiêm trọng đâu. Nói đi. Đúng, muội đã từng nghi ngờ. Bộ Dung, muội là thê tử của ta, muội không tin ta, vậy ta làm sao có thể chịu đựng được chứ? Xin ca, Quỳnh uống say quá rồi, xin lỗi, tất cả đều tại muội. Vậy còn chưa mau tạ lỗi đi. Không cần đâu, thật sự không cần mà. Muội nói đi. Đúng, muội đã quá hẹp hòi. Quỳnh hài lòng chưa? Bộ Dung tỷ, đừng kéo cô nương ấy. Để cô nương ấy đi. Tiểu thư, Dương đại ca, uống đi trà đi. Tối hôm qua Quỳnh uống say quá, hay là để muội đi gọi bộ Dung tỷ về nha. Hai người nói chuyện đừng cãi nhau nữa. Ta uống nhiều, nhưng ta biết rất rõ mình đã nói gì mà.
uống trà đi. Đa tạ tỷ. Tỷ tỷ hả? Hay là tỷ cùng về với muội đi. Ta về đây thăm cha mẹ, vài ngày nữa ta sẽ quay lại mà. Thấy tỷ với Dương đại ca cãi nhau, muội rất buồn. Hơn nữa là hai người đã cãi nhau vì muội, muội càng áy náy hơn. Bản thân Tiểu Duy cô đơn trơ trọi, cũng may có hai người lo lắng cho muội. Tỷ còn xem muội như muội muội ruột thịt, muội thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng muội hiểu rõ, muội không thể bắt tỷ và Dương đại ca lo cho muội cả đời. Muội biết tỷ thu xếp hôn sự này đều vì muốn tốt cho muội. Nếu Dương đại ca và tỷ đều muốn muội thành thân, Tiểu Duy xin nghe theo sắp xếp này của tỷ tỷ. Chẳng phải ta hoàn toàn muốn tốt cho muội đâu. Ta sợ muội cướp đi sinh ca, cố tình đuổi muội đi. Muội hiểu cảm nhận của tỷ, muội cũng là nữ nhi mà. Nhưng muội tin, muội tin tỷ cũng chỉ là muốn tốt cho muội, đúng không? Muội có thứ này tặng cho tỷ. Chính tay muội khắc đó. Trước đây muội cũng điêu khắc một con để tặng cho Dương đại ca. Tỷ xem đi. Lẽ ra muội định khắc một con nữa để tặng cho Tiểu Nhu. Muội còn khắc tất cả những người trong nhà. Nhưng có lẽ muội không có cơ hội này rồi. Dương đại ca, bọn muội đã bàn với nhau. Bầu Dung tỷ thật sự muốn tốt cho muội, cho nên mới thu xếp cho muội xem mắt. Hôm đó tỷ ấy giận quá nên nói không đúng. Dương đại ca đừng hiểu lầm. Được rồi, hai người đừng như thế. Muội sẽ thành thân. Muội hy vọng hai người thật lòng chúc phúc cho muội đó. Cô nương thật sự muốn thành thân à? Dĩ nhiên là muội muốn chứ. Chính hai người sắp xếp mối hôn sự này cho muội, dĩ nhiên là muội chịu rồi. Được rồi. Bội Dung, hôm đó thái độ ta không tốt, hãy thứ lỗi cho ta. Muội đừng để trong lòng nhé. Sao cô nương lại vui như thế? Thật không hiểu nổi. Cô nương yêu Dương Sinh thì phải làm cho họ cãi nhau, chẳng phải tốt hơn à? Tại sao lại tốn công tốn sức giúp họ giảng hòa vậy? Hai người họ cãi nhau, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến đối phương. Sớm muộn gì họ cũng làm hòa với nhau. Nếu đã thế chi bằng ta giúp họ đi. Có ích không? Dĩ nhiên là có ích rồi. Ta làm cho họ giảng hòa với nhau, sau này họ sẽ biết ơn ta. Dương đại ca thì không cần nói, cô nấy xem ta như tri kỷ. Còn Bội Dung,
chắc chắn sẽ không còn bất mãn đối với người đã giúp cô nương ấy. Cô nương ấy cũng không dám bày trò gì. Sao lại phiền phức vậy? Ngươi không cảm thấy trò chơi này càng lúc càng vui sao? Ngươi nắm giữ luật chơi chính là ta. Cô gia, bái kiến Vương Đô Ý, viện công tử, Vương phu nhân, xin mời. Chúc mừng nha. Chúc mừng công tử, chúc mừng viên công tử, đa tạ. Chỉ có viên công tử mới xứng với tiểu duy cô nương thôi. Nhưng bây giờ tiểu duy cô nương vẫn chưa trả lời. Nếu việc này xong, viên bổn nhất định sẽ mời các vị đến uống rượu mừng. Được, được đấy. Đa tạ, viên công tử đi thông thả nha. Xin chào viên công tử. Tiểu Duy không mời mà đến, có phải rất đường đột không? Không, không có. Không biết Tiểu Duy cô nương đích thân đến đây gặp ta có chuyện gì không? Cũng không có gì đặc biệt. Tiểu nữ tò mò không biết là Nhưng đại ca gả tiểu nữ cho người nào. Thấy công tử như thế này, quả nhiên là một bậc nhân tài, hơn nữa còn là cử nhân, đúng là tài mạo song toàn. Tiểu Duy cô nương, xin đừng làm như thế. Sao vậy? Tiểu nữ có gì đáng sợ lắm sao? Người ta thường nói nam nữ thọ thọ bất thân. Tiểu Duy cô nương, xin hãy giữ phẩm hạnh này. Chẳng phải quên muốn thành thân cùng ta sao? Mới chạm một tí đã bảo thọ thọ bất thân, làm sao mà trở thành phu thê được chứ? Cưới hỏi đàng hoàng mới gọi là danh chính ngôn thuận. Danh công chính ngôn không thuận chính là gian díu lăng nhăng. Viên bổ không phải hạng người như thế. Viên công tử, quân đúng là bậc quân tử. Lúc này tiểu duy thử quân thôi, xin đừng trách. Ta lấy làm lạ, tại sao tiểu duy cô nương lại như thế? Thế nào? Không biết liêm sĩ à? Không không, viên bổ không dám. Thật ra lần này, ngoại trừ đến thăm Quynh, Tiểu Duy còn muốn cho Quynh thấy rõ bộ mặt thật của tiểu muội. Tiểu Duy cô nương, xin đừng như thế. Mở to mắt ra đi. Quynh sao vậy? Bội Dung, bội cảm thấy chúng ta có làm đúng hay không? Sao Quynh lại hỏi như thế? Viên nhân tuy cũng tạm được, nhưng mà gả Tiểu Duy cho hắn, thật sự Tiểu Duy có được hạnh phúc không? Quynh lo chuyện này sao? Quynh cứ yên tâm, Lâm Lâm và Dận Dận đã qua huyện bên hỏi rồi. Nhà của viên nhân có danh tiếng lẫy lừng, người trong trấn đều quý mến. Bụi tin rằng Tiểu Duy lấy hắn chắc chắn sẽ được hạnh phúc thôi mà. Bụi tin như thế,
nhưng mà người lấy hắn chính là Tiểu Duy. Đột nhiên ta cảm thấy bây giờ chúng ta đang làm chuyện này cũng giống như cha ta ép hai chúng ta thành thân vậy, hoàn toàn chẳng nghĩ đến cảm giác của Tiểu Duy. Hôn sự của mình để cho người ta sắp xếp, cảm giác này chắc mùi hiểu rất rõ mà. Đúng, Sinh Kha nói đúng. Chúng ta nên nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Duy. Sinh Kha cứ yên tâm, lát nữa mùa xin nói chuyện với Tiểu Duy. Nếu cô nương ấy thật sự có muốn lấy viên nhân thì chúng ta cũng đừng bắt buộc cô nương ấy. Cô gia, tiểu thư, không xong, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đừng vội, từ từ nói mà. Sáng hôm nay dân chúng phát hiện viên nhân chết ngoài phố. Nè, dậy ăn cái gì đi. Người đâu rồi? Diêm Cương đâu? Ngủ rồi hả? Dậy. Lại bị moi tim rồi. Sao lại như thế này? Tim hắn cũng bị moi mất. Nhất định là tên Dương Cương giết người vượt ngục. Vì lập tức chỉnh quân đi các nơi trong thành lục soát điểm tung tích của Dương Cương. Đi. Cửa vẫn còn khóa mà. Đúng, khi ta đến cửa lao vẫn còn nguyên. Dương Cương làm sao mà trốn chạy được chứ? Tên ngục tốt phát hiện đầu tiên nói rằng đêm đó cửa lao khóa chặt. Trong đêm hôm đó, ngục tốt đem chìa khóa về nhà. Cho đến khi Dương Cương chạy trốn, chìa khóa vẫn ở trong người của hắn. Có phải Dương Cương có chìa khóa khác hay không? Chìa khóa chỉ có một, không có chìa khóa phụ. Chẳng lẽ Dương Cương biết đi xuyên tường à? Bị nhảm nhí quá đi. Nếu không biết đi xuyên tường thì trốn từ lâu rồi. Chuyện này thật quái dị. Không, ta phải bói một quẻ xem. Tên Dương Cương này hung tàn, đã giết rất nhiều người. Ta phải sai thêm vài người đi tìm mới được. Kinh Bình, Kinh An, thông báo cho toàn quân đại canh giữa tất cả các cửa thành. Nếu phát hiện kẻ khả nghi, lập tức bắt về. Rõ. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao đưa ta tới đây? Ta lại không quan trọng. Từ đây về sau, ta chính là ngươi. Bạn nãy ngươi dùng chiêu thức của ta giết chết tên ngục tốt đó. Ngươi muốn đổ tội danh lên ta sao chứ? Ngươi chẳng ngu ngốc tí nào. Ta phải nặng đầu vắt óc mới nghĩ ra được kế hay này đấy. Ngươi yên tâm, ta không để cho ngươi được toái nguyện đâu. Ta tuyệt đối không để cho ngươi toại nguyện. Không tin hả? Thì xem nha. Tên moi tim này còn chiêu thức gì nữa, mau sử dụng đi. Ta trả thù cho mụ của ta, cho nên mới hạ sát những kẻ bạc tình. Ngươi yên tâm, tất cả những người trên đời này đều là kẻ bạc tình. Ta sẽ giúp người hạ sát hết bọn chúng.
là một thanh kiếm tốt. Dương đại ca, từ vết thương chí mạng này có thể nhận thấy rằng sát thủ cũng chính là kẻ giết tên Ngục Tốt. Tên Dương Cương này thật sự đi mất rồi, hắn giết quá nhiều người. Lần đầu Dương Cương giết người là trả thù cho mùi mùi của hắn, nhưng lần này là gì chứ? Những người này đều bị moi tim. Dương Cương là một sát thủ có rất nhiều cách giết người, lẽ ra phải tìm cách dễ nhất. Ta không hiểu tại sao hắn giết người rồi còn phải moi tim nữa. Dương đại ca, bây giờ huynh cho rằng những kẻ này bị Dương Cương giết xong không sống? Không sống rồi. Lý đại nhân cũng bị Dương Cương giết chết. Nghe nói Lý đại nhân chết rất quái dị, đang kia chuẩn bị thăng đường thì bị người ta hạ sát, nhưng chẳng ai nhìn thấy hung thủ cả. Không phải chứ, lúc đó có nhiều người mà chẳng ai nhìn thấy sao? Đúng, vừa cảm thấy hung thủ nhân lúc Lý đại nhân cúi đầu xuống thì giết chết ông ta. Tên Dương Cương này lợi hại vậy sao? Suy nghĩ xem, nếu không lợi hại thì làm sao có thể giết chết Lý đại nhân giữa con đường như thế? Thành Thái Nguyên này càng lúc càng loạn rồi. Đúng đó, mấy người bà con của muội chuẩn bị dọn đi rồi. Nếu biết vậy, ta đã không để cho Cao Tường gia nhập vào Toán Hồ Thành. Bây giờ muốn bắt Dương Cương về quy án còn nguy hiểm hơn đánh trận nữa. Nói cũng phải đó. Chưa, không ngủ được. Còn Quynh? Ta cũng không ngủ được. Ta đang suy nghĩ chuyện của Lý đại nhân phải không? Đúng. Tuy ai cũng bảo Lý đại nhân bị Dương Cương giết chết, nhưng mà ta cảm thấy vụ án này rất bí ẩn. Tiếc là ta không tìm được chứng cứ. Dù hung thủ có phải là Dương Cương hay không, hắn có thể giết chết Lý đại nhân chứng tỏ võ công của hắn rất cao cường. Mụ lo lắng nếu có một ngày Quynh thật sự gặp hắn thì sợ gì chứ. Mụ đâu phải không biết võ công của ta. Ta hứa với mụi nhất định sẽ cẩn trọng mà. Quynh nghe mụi nói đã. Mụi nghe đại phu chỉ, giả sử Quynh bị thương nhất định phải bình tức tịnh khí, nếu không huyết mạch sẽ tăng lên, muốn chữa cũng khó lắm. Thôi được, được rồi, ta biết rồi mà. Ngủ đi nha. Ngủ đi. Nè, Tiểu Duy, bao nhiêu đây đủ cho cô nương ăn một thời gian đấy. Cái tên ăn ruồi này, một lần cứ đem về đây nhiều quá, ta làm sao bạc hết chứ. Không sao, ăn không hết có thể từ từ ăn mà. Người ngốc quá, mấy thứ này để lâu sẽ bị hư, lại còn hôi thối nữa. Có phải người muốn dân chúng phát hiện ra ta ăn thịt người không? Không sao, hư rồi ta sẽ giết thêm mà. Mỗi lần cứ đem đến cho ta một quả là được rồi. Ừ, cái gì nữa? Ngươi phải trả lời. Dạ được. Thật vô lễ.
Dạ được ạ. Còn nữa, lần này ngươi giết nhiều người quá, cả tri phủ ngươi cũng giết, ngươi gây ra chuyện lớn như thế, nếu để họ phát hiện thân phận của ngươi thì sao? Chuyện này cô nương yên tâm đi, ta phải nghĩ ra một cách tuyệt hay, tuyệt đối không để cho đám ngu ngốc đó phát hiện được. Nói ta nghe thử nào, cô nương đoán xem. Có gì mà đoán? Ngươi đừng gây ra sai lầm là được rồi. Còn một chuyện nữa, ngươi ở ngoài làm gì ta mặc kệ, nhưng đừng giết người trong phủ, nhất là Dương đại ca của ta, có biết không? Trả lời đi, trả lời đi. Dạ được. Thế thì tốt, ở đây không có chuyện của ngươi nữa, đi mau đi. Ừ. Lúc nãy mấy quân đệ tại hạ đều trên con đường, Lý đại nhân đang định thăng đường thì đột nhiên kêu lên thảm thiết, thì mọi người chạy tới thì tim của Lý đại nhân đã bị lấy mất rồi. Có chuyện lạ lùng thế sao? Có dấu máu, chắc là sau khi hung thủ giết chết Lý đại nhân lấy tim ông ấy để lại máu thế này. Người đã từng thấy loại quả dại này chưa? Loại quả dại này mọc ở Long Tuyền Cốc ngoài thành đấy. Long Tuyền Cốc, đâu phải là hảo hán, có giỏi ra để đánh nhau với tao. Ngươi là ai? Dương gia kiếm pháp, ngươi đúng là Dương Cương. Ta không thể chết, ta không thể chết. Quỳnh nghe mùi nói đi. Mùi từng nghe đại phu chỉ, giả sử Quỳnh bị thương, nhất định phải bình tức tĩnh khí, nếu không huyết mạch sẽ căng lên, muốn cứu chữa cũng khó nữa.
Thư, chuẩn bị cơm nước xong rồi, đợi thêm chút nữa đi. Chào đại ca, vị đại ca đã về chưa? Chẳng phải quân ấy đi cùng quân sao? Đâu có, ta đến dịch trạm tìm quân ấy không có, ta tự quân ấy đã về đây rồi chứ. Không biết quân ấy xảy ra chuyện gì không? Không sao đâu, nhìn đại ca võ công cao cường, chắc không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, để ta sai người tìm kiếm, nhất định mau chóng tìm được quân ấy mà. Yên tâm đi. Chết ở đây, ta phải quay về, ta nhất định phải gặp lại muội. Mau mau lên, các người qua bên kia, còn các ngươi bên kia, người khác đi theo ta. Mau mau lên bên này. Nhưng đại ca, nhưng đại ca, Quỳnh không thể xảy ra chuyện được. Thank you.
Nhưng này muội nhất định. Đại tổ xin Kado đã tìm kiếm khắp nơi, chẳng tìm thấy như này Kado cả. Tiểu thư tìm được cô gia rồi. Tiểu duy tỷ đưa cô gia về rồi. Ở đâu? Đằng kia thiên vào đội kìa. Xin ca bao lên đưa vào trong phòng đi. Đại tổ, để ta đi tìm đại phu. Tiểu duy, xin ca sẽ nói chuyện gì vậy? Muội cũng không biết nữa. Khi muội tìm đến quân đấy, quân đấy đã hôn mê rồi. Sao vậy? Có phải mệt quá phải không? Lát nữa ta kêu đại phu bắt mạch cho muội luôn. Không cần đâu, tỷ lo cho Dương đại ca đi. Tiểu Duy, lần này thật biết ơn muội. Nhưng không nhờ có muội, không biết sinh ca đã như thế nào nữa. Đừng đa tạ muội, Dương đại ca cũng từng cứu muội mà. Cho dù có liều mạng cũng phải cứu quân ấy về đây. Đa tạ muội. Xin ca. Bội Dung. Bội Dung. Đúng là muội rồi. Ta tưởng không thể gặp lại muội nữa chứ. Muội cũng vậy. Ta nhớ lời muội nói ngày hôm đó. Bội Dung, chính muội đã cứu ta. Được rồi, đại phu đã căn dặn quân phải nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại ngủ một lát đi. Ra đây cho ta. Chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao? Ta không cho phép ngươi đụng đến Dương Sinh mà. Đâu có, ta thật sự không có. Chỉ tại hắn bất cẩn rơi xuống vực sâu thôi. Ngươi còn chối à? Bây giờ họ càng yêu thương nhau hơn. Tất cả, tất cả đều do ngươi mà ra. Đừng đánh nữa, như thế cô nữ sẽ tổn hao nguyên khí. Cô nữ muốn đánh phải không? Muốn đánh, để ta tự đánh vậy. Được, cút đi cho ta. Để ta đi lấy tim về cho cô nương, để cô nương bồi dưỡng nguyên khí. Cút đi. Báo cút đi. Nguyên sinh, bồi liều bạn cứu quân. Nhưng trong tim quân chỉ có mình ả. Mũi mắt chạy. Không, trong tim quân chỉ có thể có một mình mũi thôi. Chỉ một mình mũi thôi.